Xin chào tất cả mọi người nha. Chào các chị em của chị em ha. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho các chị em chúng ta một số mặt hàng mỹ phẩm cao cấp được nhập khẩu 100% tại Hàn Quốc ha. Đây trên tay của em là dòng mỹ phẩm của Lucy One ha, dòng mỹ phẩm cao cấp ha của Hàn Quốc ha, Lucy One ha. Một hộp này là gồm có 5 chai nhỏ thế này ha. Một hộp này gồm có 5 chai nhỏ ha. Một chai nhỏ này chúng ta có thể xài từ 5 đến 6 lần ha. Một chai nhỏ dùng từ 5 đến 6 lần ha. Chúng ta công dụng của nó là tẩy tế bào chết và cung cấp 8 loại vitamin ha, giúp dưỡng trắng da và tái tạo làn da của chúng ta sau khi bị hư tổn ha. Đặc biệt là nó làm thâm nám ha và lại làm giảm quá trình bị lão hóa da ha. Một hộp này hiện tại chị em nào mua trực tiếp trên livestream của em được tính giá ưu đãi ha, là 400.000 ha. 400.000 kèm theo một phần quà của bên em ha. Một phần quà của bên em là một cái son dưỡng môi ha, 250.000, hoặc là một chai sữa rửa mặt ha, hoặc là một chai sữa rửa mặt ha cung cấp collagen cho da nhé. Một hộp này chúng ta xài đến từ 5 đến 6 lần ha. Một tuần thì chị em chúng ta có thể xài từ 2 đến 3 lần là được rồi nhé. Chúng ta dùng cũng như bôi các serum thông thường khác ha. Chúng ta sẽ cảm nhận được một làn da căng bóng sau khi sử dụng nó nhé. Công dụng của nó là tẩy tế bào chết và cung cấp 8 loại vitamin giúp dưỡng trắng da ha. Một hộp này gồm có 5 chai nhỏ thế này ha. Chị em nào mà mua hàng trực tiếp trên livestream của em được tính giá ưu đãi là 400.000 ha. 400.000 ha. Đặc biệt là nhận được một phần quà của bên em trị giá 250.000, hoặc là một chai sữa rửa mặt ha. Một cây son trị giá 250.000, hoặc là một chai sữa rửa mặt ha. Ai lấy mã này thì comment hoặc là gọi trực tiếp cho em ha. Ai lấy mã này thì comment cho em ha. Lucy One ha, tẩy tế bào chết và kèm số điện thoại cho em ha. Ai mua hàng trong thời gian em live stream thì được tính giá ưu đãi nhé. Ưu đãi đặc biệt ha, và kèm theo một phần quà của bên em. Chị em nào mà chúng ta làn da của chúng ta đang có trên tình trạng dấu hiệu lão hóa thì chúng ta nên đầu tư một bộ này ha. Một bộ này chúng ta xài ha, tẩy tế bào chết và làm mờ thâm nám nhé. Nếu chúng ta có điều kiện thì kết hợp thêm một hộp kem dưỡng trắng da ban đêm của Lucy One luôn ha. Thì công dụng của nó là rất là làm chúng ta làn da của chúng ta tại là tái tạo và cho chúng ta một làn da sáng rất là nhanh ha, nếu chúng ta kết hợp dùng hai thứ nhé. Dòng này là kem dưỡng trắng da ha, kem dưỡng trắng da ban đêm nhé. Trên các dòng mỹ phẩm bên em đang bán thì đều có mã vạch hết ha. Các chị em chúng ta kiểm tra bằng cách chép mã vạch này ha, chép mã vạch ở trên hộp ha. Nếu kiểm tra chị em nào mà đã nhận hàng kiểm tra không phải nó sản xuất tại Hàn Quốc thì có thể trả lại hàng chị em, không phải nhận hàng nữa ha, trả lại hàng ha. Còn chị em nào mà mua hàng mà gọi điện lại chị em, ồ chị ơi hình như hàng này hàng giả hay sao đó, em chấp nhận cho các chị trả lại hàng ha, bên em sẽ đền lại 10 gấp 10 lần cái giá trị mặt hàng đó cho các chị em ha. Bên em là bán hàng đảm bảo chất lượng và uy tín ha. Một hộp này là có một hộp này là 50g ha. Công dụng của nó là dưỡng trắng da và làm mờ thâm nám ha. Kem dưỡng trắng da ban đêm ha. Chị em nào lấy loại này thì comment giúp em ha. Dưỡng trắng da kèm số điện thoại cho em ha. Chị em nào mua hàng trong thời gian em livestream thì được tính giá ưu đãi ha, và cũng được tặng kèm một phần quà ha khi mua các sản phẩm bên em ha. Khi mua bất kỳ sản phẩm nào của bên em đều được tặng một phần quà trong thời gian em livestream ha. Chị em nào mua hàng trực tiếp trong thời gian em livestream thì được tính giá ưu đãi ha. Một hộp này chị em nào mua thì được tính giá ưu đãi là 400.000 ha. Công dụng của nó là dưỡng trắng da và làm mờ thâm nám ha. Một hộp này là được gồm 50g ha. Chị em chúng ta có thể kiểm tra bằng cách quét mã vạch ở trên cái hộp này ha. Quét mã vạch trên hộp này ha. Cách dùng thì chắc chị em chúng ta ai cũng biết rồi ha. Rửa mặt sạch và bôi và massage đều trước khi đi ngủ ha.
Chị em nào thắc mắc thì có thể iPad hoặc là gọi điện trực tiếp chị em ha. Em sẽ tư vấn kỹ hơn cho các chị ha, cho các chị hiểu ha. Các dòng sản phẩm của bên em thích hợp với tất cả các loại da của chúng ta ha, đặc biệt là da khô, da nhờn ha, da khô, da nhờn, da dâu, da hỗn hợp gì chúng ta đều xài được ha. Mùa đông mùa hè đây gì chúng ta đều xài được ha. Dòng tiếp theo theo làm bộ mặt nạ ha, bộ mặt nạ của cũng bộ mặt nạ mắt Labian, mặt nạ cao cấp mắt Labian nhập khẩu 100% tại Hàn Quốc ha. Bên trên các bao bì của bên em ha, trên các bao bì của bên em đều có mã vạch hết ha. Chị em chúng ta kiểm tra bằng cách quẹt mã vạch ở trên này ha, nó sẽ hiện lên là sản xuất ở đâu ha. Không, ngoài ra không phải là chỉ ở trên trên hộp này không ha, mà nó còn in mã vạch ở trên các bao mặt nạ này ha. Trên các bao mặt nạ đều có mã vạch ha, là các chị em biết là hàng cao cấp rồi nha, hàng cao cấp ha. Các mặt hàng thông thường khác thì trên bao bì này nó không có mã vạch đâu nhé. Một hộp mặt nạ này gồm có 5 gói nhỏ ha. Một hộp mặt nạ gồm có 5 gói nhỏ thế này nhé, 5 gói nhỏ thế này ha. Chúng ta cách dùng của nó thì chúng ta rửa mặt sạch, sau đó chúng ta bôi serum này đó, bôi serum dưỡng trắng da này lên ha. Rồi chúng ta đắp mặt nạ lên và thư giãn trong vòng 20 đến 30 phút ha. Chúng ta thư giãn trong vòng 20 đến 30 phút ha. Và rửa lại bằng nước sạch, sau đó nếu chị em nào mà có dùng kem dưỡng trắng da ban đêm thì chúng ta bôi lên mặt xa và đi ngủ ha. Công dụng của nó là dưỡng trắng da và cung cấp độ ẩm cho da ha. Một hộp gồm có 5 gói như thế này. Chị em có thể kiểm tra bằng quét quét mã vạch ở trên này ha. Gồm có 5 gói nhỏ kèm một chai serum dưỡng trắng da ha. Chị em nào lấy mã này thì comment cho em ha. Mặt nạ kèm số điện thoại ha. Chị em nào mua hàng trực tiếp trên livestream được tiện giá ưu đãi ha, là 250.000. Ngoài livestream em bán 300.000 nha. Chị em nào mua hàng trực tiếp trên livestream được tiện giá ưu đãi ha, 250.000 nhé. 250.000 ha. Một hộp gồm có 5 gói nhỏ này ha. Chúng ta rửa mặt sạch, sau đó bôi serum lên ha và đắp mặt nạ, thư giãn trong vòng 20 đến 30 phút, sau đó chúng ta rửa lại bằng nước sạch nhé. Rửa lại bằng nước sạch rồi giọng chúng ta thư giãn đắp mặt là bôi kem dưỡng trắng da lên ha, massage đều và đi ngủ ha. Chị em nào lấy mã này thì comment giùm em ha. Mặt nạ kem số điện thoại chị em ha. Bên em là chuyên các dòng mỹ phẩm cao cấp của Hàn Quốc ha. Chị em nào mà có nhu cầu xỉ hoặc mở đại lý thì bên em luôn hỗ trợ ha. Bên em luôn tuyển xỉ nhé. Hiện tại em đang xỉ cho các spa và các shop mỹ phẩm lớn ở Hồ Chí Minh và Hà Nội ha, Vũng Tàu nhé. Chị em nào mà chúng ta thắc mắc thì có thể lên các trang web chúng ta tìm hiểu thêm ha. Một mặt một dòng mỹ phẩm tiếp theo là mỹ phẩm Comut CC Cream ha. Hiện tại dòng mỹ phẩm này cao cấp và đang hot tại thị trường Hàn Quốc ha. Hiện trên các thị trường của Việt Nam thì rất ít người bán ha. Chủ yếu ở các spa, có một vài spa đang bán dòng này thôi ha. Dòng mỹ phẩm cao cấp của Hàn Quốc ha. Trên các bao bì của bên em đều có mã vạch hết ha. Chúng ta kiểm tra bằng cách quẹt mã vạch ở trên này ha. Một hộp này gồm có 45ml ha. 45ml nhé. Có một CC cream ha. Dòng mỹ phẩm cao cấp được nhập 100% tại Hàn Quốc ha. Thích hợp với mọi loại da ha. Da khô, da nhờn, da hỗn hợp gì chúng ta đều xài được nhé. Hàng ngày chúng ta ăn cơm uống nước thì chúng ta cũng nên cho làn da của chúng ta ăn kem và đắp mặt nạ ha. Nó sẽ làm cho da chúng ta tươi tắn và trắng hồng rạng rỡ hơn ha. Phụ nữ thì phải nên làm đẹp ha, làm đẹp mỗi ngày ha. Mọi lúc mọi nơi luôn ha. Đi ngủ hay đi làm chúng ta đều làm đẹp ha.
Một hộp con mút này gồm có 45 ml. Giá niêm yết của nó hiện tại trên thị trường đang bán là 780.000 ha. 780.000 ha. Đặc biệt chị em nào mua hàng trong thời gian em phát livestream ha, được tính giá ưu đãi là 500.000 ha. Kèm theo một phần quà của bên em ha, là một cây son dưỡng môi hoặc là một chai sữa rửa mặt cung cấp collagen cho da ha. Chị em nào lấy mã này thì comment giùm em ha. Có mút kèm số điện thoại ha. Của nó là có mút ha, có mút ha, CC cream ha. Chị em nào mà thắc mắc thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm các trên các trang mạng ha. Năm trước thì nó ra dạng chai nhé. Dạng chai năm trước là ra dạng chai chai ha. Và kể từ tháng 11 của năm 2017 thì nó ra màu mới là dạng tuyết ha. Nên chị em đừng phân vân về tại sao cái chai thì thấy nó khác nhau ha. Hồi trước mẫu cũ là chai ha, bây giờ người ta đổi qua là tuyết ha. Tháng 11 2017 người ta đổi qua là chai dạng tuyết rồi ha. Nhưng mà chất lượng của nó cũng giống nhau ha. Chai kia cũng 45 ml và chai này cũng tuyết này cũng 45 ml ha. Ai để mã này thì comment giùm em ha. Giá niêm yết của nó là 780.000 ha. Hiện tại em đang bán ngoài livestream là 630.000 ha. Các chị em nhớ chia sẻ năm lên hội nhóm hay lên công khai và theo dõi Facebook ha. Được mua hàng với giá ưu đãi đặc biệt ha là 500.000, kèm theo một phần quà của bên em trị giá là 250.000, một cái son dưỡng môi hoặc là một chai sữa rửa mặt ha. Sữa rửa mặt cung cấp collagen ha. Chị em nào lấy mã nào thì comment giùm em ha. Mặt nạ thì comment giùm em mặt nạ ha. Mặt nạ ha. Luthi quan tệ tế bào chết ha. Luthi quan tệ tế bào chết ha. Hiện tại giá trên thị trường đang bán là 600.000 ha. Nên 600.000 ha. Hiện tại trên các thị trường Việt Nam thì rất ít người bán ha. Ai lấy Luthi quan tệ tế bào chết ha thì comment giùm em ha. Luthi quan kèm số điện thoại ha. Công dụng của nó thì chắc chị em nào cũng biết rồi ha, em giới thiệu rồi ha. Công dụng của nó là tẩy tế bào chết và cung cấp 8 loại vitamin ha, giúp dưỡng trắng da và làm mờ thâm nám ha. Chị em nào mà chúng ta có dấu hiệu bị lão hóa và bị thâm nám thì chúng ta nên đầu tư một hộp này xài ha. Đừng để da của chúng ta hư, có dấu hiệu lão hóa chúng ta xài thì lúc đó cũng rất là lâu để lấy lại làn da ban đầu của mình ha. Chị em nào lấy mà Luthi quan tệ tế bào chết thì cũng thì comment giúp em Luthi quan tệ tế bào chết ha. CC lấy mà có một CC cream thì comment giúp em ha, có một CC cream ha. Đặc biệt chị em nào ở khu vực Long Thành, Nhân Trạch, Phước Thái thì liên hệ chị em ha, em sẽ cho các chị em xem và kiểm tra hàng trực tiếp ha. Em sẽ test thử ở trên tay của em cho các chị em xem độ mịn, độ trắng của nó ha. Nó rất là mịn ha, đặc biệt là khi gặp mưa nước nó không bị nhờn, không bị rít ha. Rất là mịn ha, hòa vào da của chúng ta ha. Chỉ cần một lớp nhẹ thôi ha. Bây giờ chị em chúng ta không cần phải mất thời gian để trang điểm ha. Chỉ cần 2 phút chúng ta đã trang điểm xong rồi ha. Bôi một lớp nhẹ này và bôi lên một tí son nữa là xong ha. Bây giờ các chị em đi làm văn phòng không cần phải mất thời gian để trang điểm ha. Nó vừa chống nắng mà dưỡng ẩm da và xe khít lồi chân lắm ha. Chào các chị em ha.